Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ sáng thứ 6 ngày 19 tháng 4, ngày thứ 786 của cuộc chiến Ukraine. Vâng, cuối tuần là đây. Chúc quý vị ngày thứ 6 vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ. Ngày hôm qua thì chúng ta đã tiếp xúc với một cái thông tin liên quan tới việc ông chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã tiếp quản những cái uh, thông tin cũng như là cái đơn mà sau khi nó được uh, chuyển từ Thượng Viện qua. Ý tôi nói về cái gói viện trợ 61 tỷ đô la cho Ukraine. Bây giờ thì nói như thế này quý vị ạ. Uh, đầu tiên thì chúng ta có Thượng Viện Hoa Kỳ, đúng không ạ. Uh, thượng Viện đó thì được kiểm soát bởi Đảng Dân Chủ, uh, Hạ Viện Hoa Kỳ, uh, Đảng Cộng Hòa. À, rồi à, cuối cùng thì đến à, ông tổng thống ký đúng không ạ và trong quá trình đó thì cái người à, phát ngôn của hạ viện chúng ta hay gọi là chủ tịch hạ viện ấy, là ông mike johnson thì ông ấy làm công tác à, thứ nhất là ông nghĩ ra cái à, dự luật đấy nó tên nó là gì về cái gì thứ hai nữa là, là ông làm công tác điều phối đấy tức là bưng bê từ đây xuống đây xuống đây xuống đây rồi công bố với bàn sân thiên hạ ông ấy là một cái người à, vô danh trước khi ông trở thành chủ tịch hạ viện thế nhưng mà từ một người vô danh ông ấy đã trở thành người có cái vị trí trong hiến pháp đứng chỉ có sau tổng thống joe biden thôi và tất nhiên là có nhiều người nói rằng là sau cả bà phó tổng thống nữa nhưng mà bà phó tổng thống ấy thì chỉ trong trường hợp là ông tổng thống đương nhiệm có mệnh hệ gì thì bà ấy mới thay ông tổng thống nhưng mà còn trong hiến pháp thì cái người chủ tịch hạ viện là cái người rất quan trọng bởi vì những cái quyết sách của đất nước ấy thì đều xuất phát từ cái con người này cho nên có thể nói rằng là cái con người này nó cực kỳ quan trọng kể cả là tổng thống có lởm đi chăng nữa nhưng mà chủ tịch hạ viện mà là một cái người sáng suốt thì chắc chắn rằng ảnh hưởng rất nhiều tới tương lai của đất nước trước đây thì tôi từng theo dõi những cái người chủ tịch hạ viện mà được rất nhiều bên kể cả bên cộng hòa lẫn dân chủ là tôn trọng đó là ông jim jordan nhưng mà cuối cùng thì ông ấy đã uh, bị một cái lá phiếu uh, gọi là bất ngờ nào đó để mà loại ông ấy khỏi cái cuộc đua và sau đó người ta dựng một cái ông mike johnson lên nói là không tên tuổi thì cũng không thể nói như thế được bởi vì tất nhiên uh, tiếp cận với vị trí quan trọng như vậy thì ông ấy cũng có những cái 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 gì đó đúng không ạ nhưng cơ bản ông là một người có lý lịch rất là trong sạch ông ấy lên làm chủ tịch hạ viện với một tâm nguyện là kết thúc chiến tranh Đấy, đại loại như vậy thế nhưng ngày hôm qua thì ông đã nói rằng là đây là thời khắc nước sôi lửa bỏng mà nếu như mà chúng ta không cứu ukraine thì putin sẽ tiến tới à, chiếm cả châu âu à, những đồng minh của chúng ta và như vậy là ten 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 câu chuyện về hành trình của cái sự đấu đá mang tính chất là chính trị nội bộ của nước mỹ cái này ấy, nó như là một cái gánh xiếc liên quan tới cái việc mà ngân sách chính phủ đóng cửa ấy quý vị Thực tế mà nói thì không ai để nó dẫn ra cái việc đóng cửa, nhưng mà người ta chỉ gây sức ép với nhau để mỗi bên nhận được bao nhiêu quyền lợi mà thôi. Và nó dây dưa cho đến cái tuần cuối cùng xong à, lúc bây giờ mới xón võ lên đúng không ạ? Đấy để mà đi làm những chuyến ngoại thao con do con thoi rồi điện thoại điện thiết. À, người ta ghi nhận là những cái ngày cuối cùng đấy thì ôi, mấy bố uh, chủ tịch này, chủ tịch kia, thượng viện này, thượng viện nọ gọi điện cháy cả điện thoại. Các nhà tài phiệt tài phiếc là máy miếc mà 24 trên 24 vâng chính trường nước mỹ kiểu nó như vậy quý vị ạ và như vậy thì nó cũng không có gì lạ đúng không ạ và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại tại sao tôi nói về cái chuyện này bởi vì uh, thực tế thì đúng là những thông tin liên quan đến mặt trận kể cả mặt trận chiến địa mặt trận không kích uh, mặt trận liên quan tới chính sự đặc biệt là những mặt trận liên quan tới cái việc mà nguồn binh lực của ukraine đúng không ạ họ đã thông qua cái kế hoạch tổng động viên mới hà khắc mà họ đã bãi bỏ cái kế hoạch gọi là giải ngũ. Ông Zelensky đã tuyên bố uh, là kêu gọi hội đồng NATO họp khẩn cấp, rồi ông tổng thư ký cũng nói là họp thì họp khẩn cấp, nhưng mà chúng tôi chỉ cho vũ khí thôi, chứ các ông phải bằng mọi giá phải bắt được người. Thế thì cái câu chuyện rằng là tình huống như vậy với việc là kết hợp với việc là Ukraine thông qua cái đạo luật như vậy vào đầu tuần, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là khi Ukraine thông qua đạo luật như vậy thì rõ ràng đó là thứ mà phương Tây cần nhiều nhất. Chúng ta nhớ rằng khi ông Lindsey Graham ông ấy đến cách đây tháng trước ông nói rằng là à, vẫn còn rất nhiều người trai thanh gái tú trên đường phố Kiev, đúng không quý vị? Và xong rồi ông nói rằng là Uh, các ông muốn hạ bao nhiêu độ tuổi để mà tuyển thì tùy các ông Nhưng tóm lại là các ông phải chiến Không còn cách nào khác cả Và sau đó thì dự luật đã được thông qua Và bây giờ Tổng uh, Thư ký NATO đã nói như vậy Cũng như là ông Mike Johnson ở Mỹ bắt đầu vào việc Thế vậy thì tất cả mọi thứ quý vị đã có thể nhìn thấy Tất cả nó xung quanh cái vấn đề liên quan tới Ukraine Buộc phải bị phương Tây ép ra một cái lệnh tổng động viên Mà có thể nói rằng là cực kỳ nguy hiểm cho đất nước của họ đúng không ạ nhưng mà chúng ta thấy thế lực ngoại bang đã gây sức ép và ukraine không thể nào thoát khỏi cái việc đấy việc này chúng ta cũng thấy nó cũng rất là dễ hiểu tôi tôi có thể nói lan man một chút về vấn đề ông mark ông javier Milei ở argentina tối hôm qua chúng ta đã bàn sáng nay thì tôi nhận được tin là gì quý vị biết một tin mà rất là khó tin đó là chính phủ của ông ấy đã quyết định gia nhập nato ở cái dưới dạng là đối tác quốc tế như vậy thì chúng ta có thể tưởng tượng rằng là một cái đời tổng thống trước thì còn đang gia nhập BRICS đúng không ạ? Thế mà chỉ trong có vài tháng một phát thì cái ông tổng thống mới ông xé đi tất cả, ông bán đi tất cả, ông ra những cái lệnh uh, liên quan tới những cái vấn đề liên quan đến uh, kinh tế hoàn toàn hướng theo phương Tây, bán tất cả mọi thứ cho phương Tây và bây giờ lại còn liên quan đến cả việc là có thể uh, mình nói gia nhập NATO thì nó khó, bởi vì NATO nó không nằm ở đấy nhưng mà cái việc đấy thì nó tương đương với cái việc là gia nhập nato về danh nghĩa rồi ông cải đạo sang đạo do thái rồi đồng thời là ông ấy làm mọi thứ ông ủng hộ israel rồi ông nói rằng là ông đang cân nhắc gói viện trợ cho ukraine đúng quý vị như vậy chúng ta thấy rằng là phương tây họ không từ thủ đoạn nào à, họ khó trên chiến trường thì họ sẽ sử dụng tất cả những cái biện pháp liên quan đến can thiệp vào các cuộc bầu cử dựng người lên từ cái phong trào địa phương đúng không ạ tất cả những cái người như mark uh, javier meli thì được gửi đến các cái nhà lãnh đạo trẻ của uh, diễn đàn kinh tế thế giới và đã ươm mầm hạt giống vào trong xã hội uh, nói chung là cái cách mạng màu từ trong trứng nước rồi chỉ đợi cho đất nước nó có những cái gian khổ như là argentina đã phải trải qua đấy thì lúc bấy giờ bầu cử một là tác động vào các cái vấn đề liên quan tới uh, kết quả thứ hai nữa là với cái tình cảnh của đất nước như vậy thì rất dễ người ta có thể đưa một cái con người đó lên và như vậy là xong một quốc gia Ecuador Argentina Armenia cũng y hệt như vậy cũng là diễn đàn kinh tế thế giới Moldova đúng không ạ Georgia và ngay cạnh nước Nga thì chưa biết thế nào như vậy thì nhiều quý vị nói rằng là với những cái cuộc chiến ở Ukraine hay ở Trung Đông thì bán cầu phương nam có những cái lợi thế trên chiến địa nhưng mà chúng ta phải nhìn đến một cái vấn đề ấy, là cái cuộc chiến trên chiến địa nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi đúng không ạ cái cuộc chiến liên quan tới cái sự kiểm soát của các cái quốc gia dâu ria bạch tuộc thì nó mới là cái cuộc chiến mà người mỹ giỏi nhất và chưa ai có đối thủ như họ ngày hôm nay thì uh, sau khi cái gói đấy nó đã được ông mike johnson truyền từ thượng viện xuống hạ viện đúng không ạ À, mặc dù là Hạ viện thì Đảng Cộng Hòa, à, nhiều quý vị nói bảo là các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bức xúc, thực ra chỉ một số nhỏ thôi. Còn nhiều ông Mike Johnson còn có thể thay đổi 180 độ như vậy thì quý vị tưởng tượng là những người đảng thành viên của Đảng Cộng Hòa thì vô danh vô tức đúng không ạ? Thì thay đổi 360 còn được chứ nói gì đến 180. Và như vậy có thể nói rằng sớm muộn gì cái gói đấy mặc dù nghe nó rất là khó trở thành hiện thực cách đây một tháng. 2 tháng, 3 tháng, nhưng mà bây giờ thì gần như nó đã có ngày để đầu ra rồi. Tôi đoán rằng chỉ trong tháng 5 là sẽ có vũ khí tới Ukraine. Với thông tin như thế này thì châu Âu có những cái phản ứng rất tích cực với cuộc chiến Ukraine. Ông Olaf Scholz đã tuyên bố là đồng minh đã tìm được cho Ukraine 6 hệ thống phòng không Patriot bởi vì ông ấy đã nhận được tín hiệu của người Mỹ tích cực trong cái công cuộc gọi là ủng hộ Ukraine tới cùng trong cuộc chiến này. Rồi tinh thần chiến đấu của binh lính Ukraine trên chiến trường tăng lên rất cao sau ngày hôm qua họ bắt đầu tung những cái đợt phản công dữ dội và toàn mặt trận của phía nga. Rồi chính phủ của Ukraine thì có thể nói là một người làm việc hiệu quả như điên ra rất nhiều những quyết sách này quyết sách kia. Như vậy thì như chúng ta đã nói thôi, đúng không ạ? Cuộc chiến này ấy nó được quyết định bởi nó nó bị nó được kéo dài bởi những đồng tiền cuộc chiến này còn kéo được dài thì người ta còn bảo vệ được cái lõi số 1 và cái lõi số 2 nó có tiền đúng không ạ và có lõi số 2 có tiền thì nó quản được cái lõi số 3 cơ bản nó như vậy và có tiền thì người ta có thể thuê được những cái đạo quân uh, buôn bán ma túy đạo quân uh, khủng bố ở trung đông để mà đứng trong hàng ngũ chiến đấu có tiền thì người ta có cái để chi trả cho các lực lượng tuyên truyền này nọ vân vân. và chúng ta thấy một cái sự hưng phấn trong toàn thể xã hội trong ngày hôm qua. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết một điều rằng 60 tỷ đô đúng không ạ? Thì đã phải gọi là lại quả cho Bộ Quốc phòng Mỹ để trang bị vũ khí cho quân đội Mỹ gần 20 tỷ rồi. Còn lại thì những khoản dâu riêng nó chạy đi đâu đấy thì đến Ukraine cũng chỉ có ba mấy tỷ thôi. Và ba mấy tỷ đấy thì sau ngay sau khi nhận được, thì chính phủ Ukraine đã nói rằng là chúng tôi cần thêm 40 tỷ nữa cho ngân sách tài chính năm 2024. Và đấy là tình hình. Có nghĩa rằng là uh, ở mỗi một cái tế bào xã hội Ukraine, thì uh, nếu mà tiền nó hết thì người ta ỉu xìu đúng không ạ? Còn nếu mà tiền nó đến phát thì nó rất là hưng phấn. Đó là một cái quan sát của tôi trong chính trường Ukraine cũng như là trên cái không gian uh, gọi là chiến sự. Tôi chỉ băn khoăn rằng là sau khi cái gói của EU này nó hết. Và gói của Mỹ hết thì lúc bấy giờ nó sẽ như thế nào? Vâng, nó như thế nào thì chúng ta đành chờ vậy. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với hoạt động chiến thuật. Ngày hôm qua buổi chiều đến buổi đêm qua của phía Nga là một ngày và khá thành công. Về phía Ukraine thì sau khi họ tấn công vào khu vực đảo Crimea thì cũng không gây được cái tổn thất đáng kể. Cơ bản nó là một cái kho đạn và cạnh một cái kho nhiên liệu sau đó thì họ đã sử dụng rất nhiều pháo phản lực các loại uganda vampire bắn vào vùng ben -Gorod. đến thời điểm này nga nói rằng bắn chặn gần hết và chỉ có một người bị thương nhẹ tuy nhiên thì cái đợt tấn công hôm qua là một cái đợt tấn công trên số lượng rất lớn tổng cộng các quả đạn bắn sang phải đến vài chục như vậy cho thấy rằng ukraine có một cái lực lượng siêu to khổng lồ họ dự trữ những quả đạn pháo phản lực cộng với lại các hệ thống phóng loạt ở cái khu vực kharkov và họ chỉ ở đây thôi, bởi vì ở đây nếu như thế này thì chúng ta nhìn ngay ra vấn đề, đúng không ạ? Vùng Khắc Cốp là một cái pháo đài, à, phía Ukraine chỉ sử dụng khu vực này để bắn vào vùng Ben-Gorod. Điều này cho thấy rằng là cơ bản họ bắn vu vơ vào dân thường như vậy thì chủ yếu là để khiêu khích phía Nga, để mà phía Nga tung ra những cái đòn tấn công ở hướng Khắc Cốp. À, như vậy mục tiêu của Ukraine là họ muốn nga mở một cái mũi tấn công ở cái hướng này như vậy thì chúng ta cũng chưa biết được là nó cái kế hoạch của ukraine như nào nhưng mà có thể nhìn thấy một điểm rằng là khắc cốp nó là một cái siêu pháo đài nếu mà nó so với tất cả những cái chiến trường khác đúng không ạ nhà máy xí nghiệp cao tầng nó là vô đối những cái khu tập thể ở đây xây dựng từ thời xô viết thì đúng là gọi là không biết là bom nguyên tử rơi nó có bị vỡ hay không nhưng mà đại loại thì chúng ta có thể thấy rằng là ukraine muốn Nga tổ chức một cuộc tấn công vào đây và ông Zelensky uh, đã nói nếu mà bọn họ dám tấn công vào đây thì đây sẽ trở thành cái chiến trường đẫm máu đúng không ạ? Chôn vùi bọn họ. Ngày hôm qua thì uh, chuyên gia quân sự của Ukraine nói rằng là mục đích của Nga à, là họ hiểu rằng họ rất khó để có thể chinh phục được cái thành phố triệu dân uh, Khắc Cốp. Cho nên là họ đã tấn công vào cơ sở hạ tầng Điện, nước, internet để biến cái thành phố này trở thành một cái thành phố không thể ở được. Sau đó thì họ sẽ tấn công để mà chia cắt cái thành phố này ra khỏi cái vùng lãnh thổ còn lại của Ukraine. Vâng, tôi nghe thấy ông ấy nói như vậy thì có nghĩa rằng đây chính là một cái điểm mà Ukraine sẽ hiểu ra vấn đề, đúng không ạ? Nga sẽ không bao giờ đánh thẳng vào khắc Kharkov. Nếu có đánh thì đánh dâu riêng. Nhưng mà cái quan trọng, nhiệm vụ quan trọng nhất của phía Nga, họ sẽ cách ly Kharkov. Mà cái biện pháp để cách ly khắc cốp duy nhất thì cũng chỉ liên quan đến Sumi thôi, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là với những cái thông tin kiểu như vậy và những cái gì chúng ta đã phân tích cũng như nhìn lại cái địa thế của ba tỉnh, bốn tỉnh cái khu vực bên này chúng ta thấy rằng rõ ràng hướng Nga nhắm tới muốn cắt được khắc cốp thì họ phải vượt qua Sumi để tướng tới khu vực Poltava. Từ phía Bắc còn ở phía dưới thì lên ra Dnipro, và đúng là nhìn như thế này thì chúng ta thấy một điểm rằng là người ta chỉ cần cắt như thế này thôi thì người ta sẽ không phải hy sinh hàng trăm nghìn quân để đánh chiếm một cái pháo đài mà chưa chắc là đánh được. Bây giờ chúng tôi sẽ quay trở lại với những vụ tấn công quan trọng nhất của Nga ngày hôm qua. Sân bay Diponecho, một đợt tấn công trên quy mô lớn nhắm vào sân bay. Thông tin ban đầu, một hệ thống phòng không S-300, 3 máy bay MiG-29, 3 hoặc 2 bị phá hủy. Vâng, lần này chơi luôn bằng video quý vị để ý nhá hai cái mic 29 trong hai cái ô vòng màu xanh kìa đấy và phía nga sẽ sử dụng cái đạn chùm. cái mic này nó để giữa những cái máy bay huấn luyện của ukraine và vụ đạn chùm của nga tấn công vào đấy chúng ta nhìn thấy không tấn công đạn chùm nổ khắp nơi và hai cái mic này thì khả năng là nó đã bị phá hủy còn cái video thứ hai hệ thống phòng không S300 thì bị uh, tấn công trực diện vào và phá hủy ngay tại chỗ uh, cái này thì nó có khói lửa rất to cho nên là chắc là sẽ bị kiểm duyệt chúng tôi sẽ bỏ qua uh, nhiều thông tin cho biết rằng là một chiếc máy bay MiG 31 uh, 21 khác uh, 29 khác ở gần khu vực đấy cũng bị uh, hư hại nặng uh, thông tin đến từ video hình ảnh cộng với lại cái người mà người ta có quan hệ với cả hai bên, người ta đã moi được thông tin từ một ông thiếu tá ở trong cái khu vực, cái nhóm quân phụ trách cái sân bay ở Dippo. Vụ tấn công thứ hai cũng ở khu vực Dippo Necho. Ngày hôm qua thì ở đó có rất nhiều những tiếng nổ liên quan tới các vụ tấn công vào sân bay, cơ sở hạ tầng hàng không. Vụ này thì Nga đã sử dụng tên lửa để tấn công vào các cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine ở Dippo nhà máy Kimoro bị hai quả tên lửa tấn công theo thông tin cập nhật được thì tại thời điểm mà, mà các máy bay của Ukraine đang dỡ và lắp những cái quả vũ khí mới sau ngay sau tiếng nổ thì đã dẫn tới những cái tên nổ lớn hơn ở trên mặt đất sau đó thì vụ nổ đã kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ theo người dân địa phương không biết là các cái loại vũ khí tên lửa đó là loại vũ khí tên lửa gì. Và không phải là máy bay rỡ mà là tên lửa được rỡ ra từ các cái đoàn xe di chuyển. Sau vụ tấn công này thì cũng ở Diponecho một vụ tấn công khác vào sân bay quốc tế Diponecho. Sau khi phía Nga phát hiện ra rất nhiều những cái chuyến bay của máy bay phản lực sát mặt đất rồi tiếp cận vào dưới mặt đất ở sân bay Tuy nhiên thì người ta không biết rằng là có gây ra những tổn thất gì hay không. Đồng thời một quả tên lửa cũng tiếp cận mục tiêu ở khu vực Diponecho và ở vùng bắc của Liobinovka. Khả năng một hệ thống phòng không Iris T của phía Ukraine của Đức viện trợ đã bị phá hủy. Ngay sau khi bị phá hủy thì cái kho đạn của cái hệ thống tên lửa phòng không đấy nó phát nổ liên tục. Quan chức địa phương ghi nhận nhiều tiếng nổ diễn ra ở các nhà máy xí nghiệp quốc phòng. Bây giờ thì người ta đang uh, tiến hành dọn dẹp thông tin uh, và dập lửa vân vân. Như vậy là ở Nipponecto thông tin nó trồng chéo nhưng mà ít nhất sẽ đã có 3 quả ba đợt tấn công, đúng không ạ? Một là vào cái căn cứ quân sự, hai là sân bay quốc tế và ba là cái cụm uh, nhà máy công nghiệp quốc phòng. Vụ tấn công lớn thứ tư là vào khu vực uh, đâu rồi đây Porot đây rồi Porot là một cái nơi có thể nói là rất là duyên nợ đúng không ạ ngay cách xa cái chiến tuyến Adipka khoảng 12 km phía nga đã tấn công tới bốn quả tên lửa vào khu vực này hai quả thì nhắm vào nhà máy sản xuất máy móc ở đường Ropovka Street và sau vụ tấn công thì cái xưởng sản xuất và sửa chữa xe bọc thép bị phá hủy theo thông tin ban đầu, thì đây chính là nhà máy được uh, sử dụng là một trong nhà máy hàng đầu để sử dụ, uh, sửa chữa uh, xe bọc thép cho toàn bộ cái quân khu ở vùng Adipka và vùng uh, Donetsk. Sau tiếng nổ, uh, thì rất nhiều người dân địa phương và xe cứu hỏa đã đến khu vực nhà máy và họ cố gắng di rời những phần còn lại của nhà máy ra một khu vực khác. Hai quả tên lửa tấn công tiếp theo vào khu vực lãnh thổ Lân cận vào một cái trạm uh, dịch vụ cũng được uh, sử dụng để sửa và duy trì những cái xe uh, bọc thép hạng nhẹ. Theo thông tin ban đầu, 7 cái xe bọc thép đã bị phá hủy ngay tại chỗ và 9 cái khác bị uh, hư hại nặng. Đồng thời là 5 nhân sự làm công tác sửa chữa cũng bị thiệt mạng trong khu vực. Và đấy là cái khu vực này à, cái này thì thông tin rất đáng tin cậy bởi vì thực tế là nhiều nguồn tin đưa và ở đây cũng là một cái nơi mà nó rất là logic khi mà nó sửa chữa cho tất cả những cái khu vực này đúng không ạ chúng ta thường nói về quận porok nó chính là một cái trái tim hậu cần của à, đằng sau đồ, Adipka mà bây giờ nga đang đánh về ochiletine để tiến tới khu vực đó tiếp theo một vụ tấn công vào, vào lại vào cái sân bay của panvograd của tỉnh riponecho à, cũng là một loạt các cái tên lửa và uav geran bây giờ thì chúng tôi chưa biết về thông tin này có vẻ là một vụ nổ và nhiều vụ nổ một vụ nổ lớn và những vụ nổ tiếp theo liên tiếp chắc là cũng có cái tổn thất đáng kể ở khu vực này rồi sau đó phía nga tấn công vào cái cụm đóng quân ở bên này bờ sông của vùng Vâng, Borova ở bên này à, của cái lữ đoàn Azov số 3. À, vâng, có khả năng là một cái cụm đóng quân rất lớn khi mà Ukraine đang có những cái tín hiệu là Nga chuẩn bị động binh ở vùng Borova, tức là khu vực trung tâm giữa của cái Liman, trục Liman Kupian. Hôm qua thì Nga cũng tổ chức tấn công vào một loạt những cái căn cứ của Ukraine ở vùng Klimensky, Kiev, nhà máy thủy điện. Odessa chưa rõ mục tiêu, uh, Mykolaev và uh, các cái vùng Sumy khắc cốp uh, dọc biên giới như chúng ta đã biết những ngày gần đây. Và về phía uh, ngày hôm qua thì rõ ràng là phía Nga đã có một cái ngày rất bận rộn liên quan đến hoạt động tấn công chiến thuật và họ có thể nói là ghi được rất nhiều những cái uh, bàn thắng trông thấy, đúng không ạ. Còn về phía Ukraine thì uh, có thể nói rằng ngày hôm qua uh, sau khi thông tin là tiền về, thì uh, họ cũng tổ chức được rất nhiều những cái đợt phản công trên toàn chiến tuyến và có thể nói là ngày hôm qua là ngày đặc thù mà chúng ta thấy rằng Ukraine uh, có cái tinh thần rất cao. Vâng, hãy mở màn bằng uh, khu vực Zaporizhia. Ngày hôm qua thì uh, phía Ukraine tổ chức một cái đợt phản công vào trong cái cánh gọng kìm của phía Nga ở phía tây bắc Robotine không có thay đổi gì về chiến địa hai bên giao tranh dữ dội ở cái khu vực bên phía này có nghĩa rằng là Ukraine đã lần đầu tiên chặn các cái bước tiến của Nga không cho Nga tiến quân ở hướng tây bắc ở VBV. Ở khu vực Velika, Ukraine cũng có những dấu hiệu là đưa quân sát tới khu vực Staromazer, Uzozeyer sát với trận địa của Nga ở khu vực này. Và có khả năng là trong ngày hôm nay họ cũng sẽ tổ chức những đợt phản công. Ở khu vực uh... Vuleda bên cánh phải thì uh, ngày hôm qua phía Ukraine đẩy lui một đợt tấn công của Nga ở góc phía nam Novo Ngày hôm nay thì phía Ukraine tổ chức phản công vào sườn phía bên trái, ở uh, phía bên dưới và cũng là bên trái. Uh, cánh quan trọng đang ép từ phía nam và đang tiến về khu vực Konstantinivka của phía Nga. Uh, sau đó thì phía Nga đã uh, uh, phòng thủ, uh, đập tan cái mũi tấn công của phía Ukraine. Rồi bắt đầu họ tiến công vào cái khu vực phía Tây Nam còn lại của Novo Mikhailivka. Còn ở phía này thì sau cái đợt uh, pháo kích dần dập ngày hôm qua vào khu vực trung tâm phía Tây, thì phía Nga cũng đã bắt đầu tung các cái đợt tấn công uh, uh, mà chúng ta đã nhìn thấy bằng pháo phản lực mà kín cả làng đấy, cộng với lại những quả bom FAB của phía Nga. Ở phía cánh phía trên, sau khi để Nga đánh bay ra khỏi làng thì phía Ukraine cũng tụ tập quân ở hướng phía này khả năng họ chuẩn bị tung đòn phản công vào cái góc chữ à, và góc à, cao nhất trên cùng của vùng à, phía bắc của Novomikhailivka giao tranh đang diễn ra ở cửa ngõ của Borivda khi quân nga đang tung những đợt tấn công thăm dò để mà tìm cách xuyên thủng vàng phòng ngự tiến tới khu vực ngã tư Konstantinivka vâng có thể nói là rất dữ dội à, không có thông tin gì ở Heroivka nhưng khả năng thì ukraine bây giờ cũng đang chuẩn bị nguồn lực ở đằng sau để tung ra đợt phản công như vậy là có vẻ như nó có một cái chiến dịch tổng phản công à không phải à, kiểu như là Và cứ cho là tổng phản công trên nhiều hướng tuy nhiên thì tôi cũng không thấy một cái đợt tấn công nào nó đủ lớn để mà chặn được phía quân nga hay là bẻ gãy hoặc đánh lui hoặc là đập tan cái cái đợt tấn công của phía nga ở khu vực phía Krasnohorivka thì bây giờ sau những ngày phía nga tiến công liên miên 12 giờ qua ghi nhận lần đầu tiên họ đã không tiến công thêm gì gì ở hướng này uh, trên bản đồ. Tuy nhiên rất có khả năng thì phía Nga đang dọn dẹp trận địa ở cái cánh phía dưới sau khi họ đã tiến lên xa và tạo được một cái uh, gọi là một cái chỗ đứng ở khu vực này để mà chặn các cái đợt phản công của này rồi họ sẽ tập trung các nguồn lực để giải quyết cái vấn đề còn lại của trận địa phía Tây như vậy đây thì uh, tôi cảm giác rằng với cách đánh của phía nga lâu họ không đánh về hướng này và họ biết rằng là toàn bộ cái cụm này là một cái cụm rất là quan trọng vậy thì uh, trước đây nga đã tấn công lên nhiều lần nhưng mà vì trận địa của ukraine sử dụng hai cái điểm thắt nút cổ chai cho nên là phía nga không tiến lên để kiểm soát được khu vực này bây giờ họ đã vòng lên tấn công từ hướng krasnohorivka uh, với cái kiểu đánh này của nga rất có khả năng thì họ sẽ tiến ra chốt chặn cái đường tiếp viện từ trên này xuống phía dưới ở khu vực marinka đây cũng như là cắt cái đường tàu chạy về hướng này rồi họ sẽ úp sọt vào hướng quân của ukraine đang cố thủ ở khu vực này và họ không tấn công về khu vực trung tâm của thị trấn nữa có gắng thì họ sẽ là tiến ra đến đây để che chở cái cánh quân này còn đâu phía nga sẽ tiến về khu vực này đúng không ạ tiến ra đến đây rồi có khả năng là họ sẽ mở mũi tấn công vào như thế này rất có khả năng giống như là adipka những cú chọc khe rất bất ngờ rất táo bạo bởi vì lợi thế của nga khi tiến ra đây được họ có thể đánh vào lưng của trận địa này của phía ukraine không những khu vực đó mất mà không cẩn thận họ có thể đánh ra tận đây để mà phá tan cái trận địa của ukraine còn lại ở hướng này rồi hai cửa ngõ này được thông thì nga có thể đổ quân theo hướng này lên để mà tấn công vào đằng sau luôn của krasnohorivka và không cần quan tâm tới các mũi tấn công từ phương bắc nữa Vâng, rất có khả năng bởi vì phía Nga bây giờ đã có xe tăng rùa rồi. Hôm qua thì tổn thất ở cái khu vực phía Nam 140 binh sĩ, tức là tăng gấp rưỡi so với ngày hôm trước. Vâng và đặc biệt là những cái đợt giao chiến ác liệt ở khu vực Krasnohorivka cũng như là khu vực Novomirka có khả năng đã đưa cái tổn thất lên cao đến với mặt trận Adipka, mà vâng. khu vực này hai ngày trôi qua rồi không thấy uh, diễn biến gì uh, và cũng như là thông tin của cái cụm quân Ukraine đóng trong khu vực uh, thị trấn Koriniv. vâng chắc chắn là có những cái um, những cái sự xung đột về thông tin nào đó ở đây đúng không ạ? À, không ai có một cái mặt trận như thế này mà cái mặt trận của Ukraine của địch đúng không ạ? của địch ở trong đây nằm lọt thỏm trong đây mà nó vẫn còn nguyên. Có khả năng thì bản đồ này đánh giá quá cao cái bước tiến của phía nga, mặc dù họ là bản đồ trung lập và thường hay rất chính xác. À, hoặc là khả năng quân đội ukraine có sức kháng cự kinh hồn, cho nên họ vẫn duy trì được pháo đài ở trong cái thị trấn ở đây. hoặc cũng rất có khả năng là phía ukraine vẫn duy trì được một cái trận địa bao vây xung quanh nevsky và kiểm soát hỏa lực cho cái khu vực phía bắc, cho nên là họ vẫn chưa Rút lui bởi vì là họ vẫn còn nguyên cái trận địa Và có cái hy vọng để cắt cái trận địa này Neveske đúng không ạ à, Chúng ta sẽ chờ thêm thông tin liên quan đến khu vực này Ở đây thì sau đợt tấn công ngày hôm qua vào uh, phía đông của làng Netalove Bây giờ cái làng này sáng nay nó đã đổi màu rồi Đổi thành màu cam tức là cái khu vực uh, phân tranh đây là một cái làng có thể nói là sẽ rất khó nếu như mà phía nga không giải quyết được cái gọng kìm ở phía nam đúng không ạ họ phải tiến quân ra được đến đây thì từ đây mới có thể vâng tức là chiếm được cái khu vực này thì mới có khả năng dễ dàng để đánh chiếm cái À, thị trấn như thế này nó vừa chạy theo dọc dòng sông à, hai bên này nó cũng có khu vực đô thị đặc biệt là khu vực đô thị của nó phân tán kéo dài tít khu vực này và đây cũng là một cái dòng sông như vậy thì khả năng Dọc những cánh rừng này là những cái pháo đài kiên cố của phía Ukraine Cho nên rõ ràng là phía Nga phải giải quyết được cái trận địa ở khu vực này Rồi họ tiến từ khu vực này lên Hoặc là họ phải tiến công từ khu vực cánh đường phía trên xuống Đúng không ạ, chọc từ hướng tấn công phía Bắc Nga đã thử một lần nhưng có vẻ là không được cái thành công như mong muốn Ngoài giao tranh ác liệt xung quanh Netalove Ngày hôm qua thì toàn bộ cái cánh phía Nam đã khá im mắng trong vòng 72 tiếng đồng hồ Tức là 3 ngày và như vậy là Netalove nó đã đổi màu một trong những cái diễn biến uh, quan trọng ở cái canh phía Nam không có thông tin gì về việc uh, nga tạo được bước tiến thêm hoặc Ukraine chiếm lại của phía nga ở hướng Bedychi Semenivka. tuy nhiên ở đây thì tôi để ý rằng là cái uh, điểm xám vùng xám nó đã bị thu lại trước đây thì nó lên tít khu vực này đúng không ạ thế nhưng mà bây giờ sau khi mà Ukraine đã đánh chiếm lại khu vực uh, phía uh, gần trung tâm Bedychi họ quét ngược của lại của Nga phía này. Đây, chúng ta nhìn đấy. Thì cái phần này nó cũng mất luôn. Tuy nhiên thì phía Nga lại quay lên để chiếm lại được cái phần bên này. Như vậy là theo cái bản đồ này và khả năng rất cao thì Ukraine đã chiếm được cái phần cánh rừng ở phía tây của trung tâm Berichi. đồng thời họ đẩy lui Nga ra hoàn toàn khỏi khu vực vùng xám ở trên này. Vâng, vùng xám thôi, họ chiếm lại không phải đẩy lui ra. Còn phía Nga thì lại quay sang để mà chiếm luôn ở cái khu vực bên này bờ sông và cái khu vực giao lộ ngã tư Vậy là hai bên đã có đều có những cái bước tiến đều quan trọng à, Và với việc như thế này thì Nga chia cắt được trận địa của Ukraine ra làm đôi à, Tuy nhiên thì uh, Ukraine chiếm lại được khu vực này Họ sẽ có một cái bàn đạp quan trọng Để mà duy trì được cả hai điểm cố thủ của phía bên Semenyka cũng như là bdc. Và tất nhiên là kéo dài cái sự sống của cái tuyến phòng thủ quan trọng số 1 này à, không đơn giản như là chúng ta đã à, nói vào đầu tuần. Tuy nhiên ở đây thì một điều rất dễ nhận ra đó là phía Nga đã dịch chuyển hướng tấn công ở khu vực phía giữa, ưu tiên ở giữa à, từ khu vực Olipka, Bedichi để mà chuyển các hướng tấn công của họ sang phía bên cánh phải và hướng bắc. Và đây chính là bước tiến của Nga hợp tình hợp lý hơn bởi vì sau khi Nga mà tiến được À, đến uh, Ceramic và áp sát được vào Ochiretine. Uh, bao vây được Movo Mukita mukita Thì uh, những cái nỗ lực của Ukraine trong này nó sẽ thành uh, công cốc. Uh, nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bây giờ thì uh, theo thông tin từ Ukraine. Cái trang uh, Deep State sau khi về tay Bộ Quốc phòng. Thì họ đã bắt đầu có những cái uh, gọi là thông tin mang tính chất tuyên truyền cho Ukraine. Uh, điều này nó cũng nói lên một cái sự thật rằng là tất cả những cái gì mà qua tay chính phủ Ukraine thì nó lại trở thành những cái công cụ tuyên truyền. À, cái trang Deep State đầu tiên của Ukraine đấy thì nó rất là công tâm, mặc dù nó cập nhật hơi chậm, nhưng mà bây giờ thì nó đã dưới trướng của bộ quốc phòng rồi. Trong ngày hôm qua thì trang đó nói rằng là quân đội Ukraine đã đánh bật Nga ra hoàn toàn khỏi khu vực này, Nga đã phải rút lui về tít khu vực phía uh, uh, dân cư phía sau tuy nhiên thì các trang trung lập đều ghi nhận rằng là phía nga chỉ có hoạt động đảo quân ở cái góc này tức là viện binh đến cộng với lại việc là đưa cánh quân cũ trở về còn đâu là họ sẽ quay trở lại những nỗ lực tấn công mới ngoài ra thì họ cũng mở rộng những cái điểm vùng xám tít ra hai cái cung đường ở đây như vậy là ukraine đã mất hoàn toàn cái khu vực phòng thủ ở hướng tây nam đông nam Tuy nhiên ở đây thì chúng ta sẽ nhìn lại một chút liên quan tới chiến thuật của phía nga. Nhiều người nói rằng là nga sẽ có thể chiếm được cái khu vực này phía nam ở đây, đúng không ạ? Theo cái thói quen của họ là đường tàu. Tuy nhiên thì với một cái hướng tấn công như thế này, trận địa của nga đang đưa quân đến dày đặc ở khu vực phía bắc, khu vực chính trung tâm và khu vực phía nam. Đồng thời là ngay làng Novobogatka, nga đang bao vây nhưng mà thực tế họ bao vây mà lại chọc một hướng rất xa khi mà chưa mở rộng được điểm kiểm soát cơ bản thì họ cũng nằm lọt thỏm trong cái thế trận mà ukraine bao vây ngược lại bây giờ thì ukraine đã tung quân đánh ngược trở lại khu vực bdt như vậy là họ sẽ đe dọa vào cái gọng kìm phía novobakmukita nhiệm vụ của nga hàng đầu là trong thời gian ngắn phải áp sát tới làng novobakmukita à không chiếm được thì cũng phải hoàn toàn áp chế hỏa lực với cái làng này để chia cắt cái sự liên thủ cũng như là che chắn được cái sườn của trận địa của Nga ở hướng Ochiretine Cánh trên cũng thế, nếu như mà Nga ham tấn công vào khu vực này thì họ sẽ lộ sườn khi mà Ukraine còn nguyên cái trận địa chạy dọc cái con đường ở đây. Họ đang kháng cự rất ác liệt và thậm chí còn phản công vào trận địa của phía Nga đang có hướng dâng lên khu vực con đường này nhìn chung thì chúng tôi cảm nhận từ mấy hôm là cái hướng tấn công của nga trừ khi họ tấn công vào thẳng vào đây để mà găm lôi kéo toàn bộ quân ukraine dày đặc ở khu vực này phòng thủ cái thành trí mạng này để sau đó họ tập kích thật nhanh sang hai khu vực hai bên đúng không ạ để mở rộng cái điểm kiểm soát và hình thành cái thế cố thủ cũng như là bao vây tấn công vào hai làng bên cạnh à, thì đó là một cái hành động một cái bước tiến vừa táo bạo nhưng mà rất chắc chắn đúng không ạ còn nếu như mà họ chỉ cố giữ ở cái khu vực đường sắt rồi là lao thẳng để tấn công lên đây thì tất nhiên đó là một cái đường một mũi tấn công có thể nói là đi vào lòng đất Bây giờ thì Ukraine đang tụ tập đông quân và đang uh, có khả năng thì bây giờ những mũi phản công của họ đang tấn công mặt trận Nga rồi. Thông tin bây giờ nó khá hỗn loạn cho nên là chúng ta chưa biết hai bên uh, đang uh, trận địa nó như thế nào. Phía Ukraine nói rằng là trận địa bây giờ nó đang uh, thay đổi rất nhanh chóng. Đồng thời thì uh, ngoài việc Ukraine phản công trong đêm ngày hôm qua, uh, trong 24 giờ ngày hôm qua thì uh, người ta cũng ghi nhận về cái cường độ sử dụng pháo của Ukraine bắt đầu tăng dần, có nghĩa rằng là tuy là cái gói viện trợ của họ nó chưa đến, nhưng thực tế thì Ukraine bắt đầu mở kho đạn dự trữ, đúng không ạ? Họ dự trữ trong hoàn cảnh ngặt nghèo nào đó và đã bắt đầu pháo kích trên một cái cường độ lớn hơn so với ngày trước rất nhiều. Có khả năng trong những ngày sắp tới thì còn nhiều hơn nữa. Chúng ta cũng biết rằng là Ukraine luôn giữ đạn để mà đề phòng một cái đợt tấn công lớn của Nga cũng như là chuẩn bị cho cái đợt tấn công lớn của chính họ thời gian vừa qua thì họ chưa biết cái số phận của gói viện trợ như thế nào đúng không ạ cho nên là họ đã có những cái sự sử dụng tiết kiệm ở nhiều chiến địa nhưng mà bây giờ thì được đèn xanh ukraine sẽ tiếp tục lại bung lụa dù sao đi nữa thì phía nga đã tiến rất nhanh để chiếm một cái điểm cực to và cực quan trọng vì nó ở cao điểm và nó lọt khe giữa hai cái đường tàu tuy nhiên nếu như trong vòng 24 giờ họ không thể tung ra đòn tấn công để giải quyết được cái thị trấn này hoặc là không đánh chiếm được lên đây ở cái điểm này, đúng không ạ? Tức là cái điểm này này, thì nhanh chóng phải rút cái quân ở mũi này về, bởi vì nếu không chắc chắn là ăn những cái đòn tấn công bằng mọi giá của Kêna để họ cắt bằng được cái mũi này của phía nga đi. Nếu chúng ta để ý trên toàn tuyến, thì người nga thường tạo được một cái làn sóng tấn công có lợi và tiến được khá nhiều khi nào? Khi mà họ đưa Ukraine vào những trận địa buộc Ukraine phải phản công, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy những trận địa mà điển hình nhất nó chính là cái vùng uh, uh, BDT uh, cho tới Netalove. Khi nga tiến sát tới các cái làng quan trọng, Ukraine buộc phải tung ra liên miên các đợt phản công và sau khi các đợt phản công đấy thì Ukraine yếu đi trông thấy. Khi yếu đi trông thấy thì nga đã có thể bất ngờ tung ra những đợt tấn công ở hướng bắc, hướng nam và đã đạt được rất nhiều những cái thành công. Bây giờ khi họ tấn công ra đây thì trừ khi họ có thể chộp được thêm những cái gì đó để làm cứ điểm quan trọng phòng thủ, nhưng mà chắc chắn rằng là với thế trận này Ukraine sẽ phản công rất dữ dội và sẽ nhiều uh, cái đợt phản công nữa, cho nên là nga phải nhanh chóng củng cố cái trận địa ở đây nó đủ dày để nó có thể bẻ gãy các mũi tấn công uh, của Ukraine. Còn nếu không thì uh, họ sẽ nên lui về, đúng không ạ? Bởi vì như tôi nói quý vị, nếu nga mà lui về mà củng cố được trận địa ấy, thì những cái đợt uh, phản công của Ukraine bị Nga bẻ gãy nhiều đợt, sau đó Ukraine sẽ suy yếu và lúc bây giờ họ lại sẽ có một cái làn sóng tấn công thành công nữa và có khả năng họ sẽ chiếm được nhiều thị trấn trong một thời gian ngắn. Như vậy là trên toàn tuyến từ bên dưới đến đây chưa có thay đổi gì về trận địa. Ở trên vùng Bắc ngày hôm qua cũng thế. Vâng, trong 12 giờ đồng hồ ngày hôm qua, còn chúng ta đến qua với lại cái tổn thất ở hướng Adipka. Vâng, đâu rồi? Vâng, hướng Adipka ngày hôm qua Ukraine tổn thất 100 uh, bao nhiêu? 130 binh sĩ. <laughs> và, gọi là và, kỷ lục từ dưới lên. Từ đầu tiên kể từ ngày mà thiết lập trận địa này, đúng không ạ? 130. Một xe bọc thép một uh, và hai ba khẩu pháo có nghĩa rằng một ngày tổn thất cực kỳ thảm hại uh, liên quan tới uh, khả năng gây sát thương của phía nga đây là những cái hành động tiến quá nhanh đúng không ạ chúng ta thường thấy thông thường ấy, nếu tiến nhanh ấy, thì một là tiến nhanh mà vây bắt được cái gì đấy mà oanh tạc vào đánh chiếm thị trấn pháo đài thì sẽ gây tổn thất cho địch lớn còn nếu mà tiến nhanh ở những khu vực mà nó khá chơi lơ vơ thì tổn thất thường là thấp còn ngược lại không tiến phòng thủ thì thường lại là những cái tình huống gây tổn thất lớn nhất và như vậy là chúng ta sẽ chờ mong những cái đợt à, tấn công chớp nhoáng của Nga trong à, những giờ sắp tới và Novo bakhmut Kita và Novo Kalinov. À, nếu không thì họ sẽ bỏ nhỡ một cái cơ hội quan trọng và chắc là sẽ phải rút về ở cái khu vực mũi tấn công chính. À, mặt trận à, Donetsk ở trên Ukraine tổn thất 590 binh sĩ. Vâng, đấy quý vị có thể nhìn xem này ở trên này nó nói lên cái điều đấy là phía nga đã không tiến được cái gì trong ngày hôm qua đúng không ạ và trong suốt mấy ngày mà cơ bản chủ yếu là những hoạt động phản công liên miên uh, của ukraine ở uh, trên toàn tuyến ở uh, cả ba hướng này cũng như là những cái hoạt động uh, chiến thuật của phía nga ở hai bên uh, bờ của cái dòng sông dòng kênh donetsk đúng không ạ đã gây ra cái tổn thất rất lớn 590 thì chỉ kém cái ngày 630 nọ có 40 người thôi đến bây giờ thì các bản đồ trung lập vẫn chưa ghi nhận về bước tiến lào của ukraine nhưng mà cũng rất có khả năng với những cái vụ tấn công liên miên hết đợt này đến đợt kia thậm chí sau khi nga đẩy lui nhiều đợt tấn công họ tấn công ngược trở lại thì ukraine lại tiếp tục đưa quân lên để mà đẩy bật các cánh quân nga ra và tiếp tục tiến lên hướng bodanipka vâng chưa có cái sự thay đổi đáng kể nếu như mà chúng ta nhớ kỹ khu vực này cũng vậy khu vực này vâng cũng vậy nhưng ít nhất thì Ukraine đang giữ được cái trận địa của họ một cách khá vững chắc. Bây giờ thông tin của họ cho biết rằng họ đã bình ổn cái tuyến ở đây. Và còn ở khu vực phía trên thì chỉ còn một cái bước tiến nho nhỏ của Nga ngày hôm qua à, về hướng cánh bên trái 200 m ở đây. Rồi hai bên à, giao tranh dữ dội khu vực này. Nga tấn công ác liệt vào à, Razodolivka sau một tuần không tấn công. Khả năng là họ chuẩn bị tung đợt tấn công trên mặt đất. À, giao tranh hai bên à, cũng trí tử ở khu vực Beholorivka để tranh giành à, những cái bờ dốc leo lên cái bãi à, trắng ở đây Khu vực này thì có thể nói rằng Nga có một cái bước tiến rùa bò à, Mỗi một cái vụ đột phá hôm nọ thì họ đánh lui quân Ukraine ở khu vực à, dân cư ở đây Còn sau đó thì à, cả ngày họ cũng chỉ tiến được à, như lời phía họ nói là đâu mười mấy 20 mươi mét ở phía trên thì cũng là đợt phản công rất dữ dội của ukraine lần nữa vào chỗ gọi là jampolika thung lũng ở đây và như vậy là rõ ràng chúng ta thấy trên toàn mặt trận ukraine cái thế trận ngày hôm qua là cái thế trận phản công và có vẻ như thông tin về việc ukraine đang tung quân vào đây chuẩn bị tấn công vào cái mũi mà phía nga đã chiếm của họ trong tuần trước đó, nhìn chung là nguồn lực của Canada rất nhiều, uh, tổ chức phản công liên miên, và tất nhiên thông tin đấy nó liên quan đến việc là họ uh, lại có tiền. Cuộc chiến này sẽ sụp đổ rất nhanh nếu như mà không có khoản viện trợ của Mỹ đấy thì uh, khả năng để mà giữ được cái uh, cái chính quyền, đúng không ạ? Cũng như là cái lực lượng uh, bảo vệ cái chính quyền đấy là nó rất khó. Cho nên là sau khi mà có tiền một cái thì chúng ta thấy rằng là toàn đất nước cứ như là ngậm được cái sâm hồi sinh, ấy, đúng không ạ? Tất nhiên thì đây nó cũng chỉ là những cái dấu hiệu mang tính chất tạm thời thôi, như là Peskov nói là tất cả mọi thứ nó cũng không thay đổi gì đáng kể. Ngoài mặt trận thì Ukraine vẫn báo cáo là ở ngoài chiến tuyến, chả có cái thông tin nào là tích cực cả. Quân nga vẫn tiếp tục tiến công, bom FAB đang bay trên đầu chúng tôi à, suốt cả ngày. À, thật không may là máy bay của kẻ địch vẫn tiếp tục bay như ruồi một người khác nói là không biết bao nhiêu lần các người cứ nói về việc các người mang các hệ thống phòng không ra sát chiến tuyến để che chở cho trận địa của chúng tôi nhưng tình huống càng ngày càng tồi tệ bom fab đang trút xuống như mưa có thể làm gì với tình huống như thế tất cả mọi người những chỉ huy của chúng tôi những người lãnh đạo ở kiev những quốc gia đồng minh phương tây bọn tôi cóc quan tâm về các người nữa. <laughs> vâng. Sau khi thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng là sẽ viện trợ cho Ukraine 6 hệ thống phòng không Patriot từ các đối tác NATO thì Emmanuel Macron nói rằng là nước Pháp chúng tôi sẽ không cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không nào bởi vì nước Pháp có vũ khí hạt nhân mà chúng tôi lại rất ít hệ thống phòng không, cho nên chúng tôi phải đảm bảo cái sự an toàn của cái cơ sở hạt nhân của chúng tôi trên đất của nước Pháp. Chúng tôi có thể đã triển khai tất cả mọi thứ chúng tôi có thể ở Ukraine rồi. Và có nghĩa rằng là uh, người Pháp đã đưa quân và vũ khí đến Ukraine uh, nhiều nhất có thể rồi. Ít nhất là theo lời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Một chính trị gia người Pháp, ông Claude Janvier nói rằng là như các anh biết đấy, tình huống ở Kiev um, tồi tệ bởi vì đơn giản là cả chính quyền lẫn người dân và người lính đều cạn kiệt tinh thần Uh, bọn, uh, bọn họ hiểu một cách hoàn hảo rằng là một cuộc chiến tranh theo phương pháp truyền thống đang dần dần tuột khỏi tay bọn họ bởi vì đơn giản họ đang thua ở trên chiến trường. Tuy nhiên vấn đề nó không chỉ nằm ở chiến trường mà vấn đề tài chính đang là một trong những cái uh, thời gian đen tối. Bây giờ quân đội ukraine đang phải sử dụng đến một cái cuộc chiến bẩn hơn. Họ đã phải dùng đến những phương pháp tấn công khủng bố và nếu như các bạn không phiền Tôi có một loạt những bằng chứng một cách rõ ràng. Hồi đầu tháng 4, cơ quan an ninh FSB đã ngăn chặn một xe tải thương mại trên đường phố của nước Nga và uh, chuyến xe đó thì chở đầy chất nổ. Tuy nhiên, điều nghiêm trọng nhất liên quan đến chuyến xe đó đó là có 27 khối chất nổ lớn. Trong đó ghi những cái địa điểm mà chúng ta nhìn qua với những dấu vết uh, liên quan tới các nhà thờ chính thống có thể thấy là ukraine đang chuyển các kho uh, vũ khí này đến để mà chuẩn bị thực hiện những đợt hành động tấn công vào các nhà thờ và các cơ sở tôn giáo của nhà thờ chính thống sử dụng uh, các loại bom kích hoạt từ xa hiển nhiên đây là đỉnh cao của những cái hoạt động uh, tội ác tồi tệ nhất mà tôi có thể sử dụng bằng lời để diễn tả thực sự là kinh tởm tôi thậm chí còn không thể tìm đủ một lời để cho điều đó để nói lên điều đó khi sử dụng bom tấn công vào các cơ sở tôn giáo ở nơi đông người với những hành động như thế này rõ ràng là phía ukraine đang muốn tấn công vào các cái nhà thờ chính thống giáo rồi họ sẽ đổ lỗi cho những người hồi giáo điều này rất dễ để đoán khi mà thời gian vừa qua những đợt tấn công của phương Tây nhắm vào các vấn đề chia rẽ tôn giáo của nước Nga để gây ra sự giãn đất trong cái sự đoàn kết tôn giáo giữa chính thống giáo và Hồi giáo ở nước Nga. Và cái này thì hoàn toàn là hiểu được bởi vì chúng ta biết rằng cách đây đúng là khoảng 2-3 tuần hồi đầu tháng 4 thì cơ quan an ninh Nga đã bắt được rất nhiều những chuyến hàng vận chuyển các cây khối chất nổ. Bây giờ thì một cái chính trị gia và là một cái nhà báo uh, của người Pháp đã nói lên cái điều này. Chúng ta chưa nói về điều đó đúng không ạ? Uh, tất nhiên điều đấy thì nó cũng rất dễ hiểu. Tuy nhiên thì ông ấy nói một cái điều nó khá là quan trọng, tức là cơ bản Ukraine đã phải sử dụng những cái hoạt động như kiểu này có nghĩa rằng là tình huống của họ rất nguy cấp. Chúng ta sẽ kết thúc uh, chương trình với một bài báo của tờ The Hill uh, với tiêu đề rằng là cái sự uh, vô ích của cuộc chiến Ukraine đang càng ngày càng trở lên nét nền nẹt hơn. Trong đó bài báo nói rằng là phương Tây và các quan chức của Mỹ đã không quan tâm tới những cái đề xuất an ninh của Putin, cũng như là quan ngại của ông và nước nga khi NATO tiếp tục uh, triển khai mở rộng về phía đông và dẫn tới cuộc xung đột ở Ukraine. Bài báo cho biết là cuộc xung đột ở Ukraine lẽ ra đã được ngăn chặn một cách uh, hòa bình nếu như cái mối quan ngại về an ninh của nước Nga đã được Washington xem xét một cách uh, nghiêm túc. Người cố vấn cấp cao Thomas Graham của cựu Tổng thống George Bush cho hay kết quả bây giờ uh, của cuộc uh, xung đột rất có khả năng là Ukraine sẽ phải nhường những vùng lãnh thổ uh, cho Moscow để đổi lấy những sự đảm bảo an ninh của ukraine à, cũng như của nước nga một điều đáng lẽ ra đã có thể đạt được một cách dễ dàng hơn thông qua những cuộc trao đổi đối thoại hòa bình trước khi cuộc chiến bắt đầu phương tây đã từ chối một cách thẳng thừng để mà thảo luận về việc nato mở rộng về phía đông và hoàn toàn phớt lờ những cái quan ngại của tổng thống nga à, putin trước khi cuộc xung đột bắt đầu Cuộc xung đột đã có thể được ngăn chặn nếu như những nhà lãnh đạo thế giới có một cái sự hiểu biết rõ ràng hơn về cán cân quyền lực thực sự đang diễn ra trên thế giới và họ có những nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn. Và sai bét đúng không ạ? Và đúng nhưng mà vẫn sai. À, đúng ở mỗi cái cuối có nghĩa rằng là thực sự nếu họ có những người lãnh đạo mạnh mẽ hơn thì à, thế giới đã không như thế này. À, thế giới nó hỗn loạn là bởi vì là thịnh thế, đúng không ạ? Thì nó hưng văn. Thời thịnh thì nó sẽ sinh ra những người đàn ông yếu đuối. Và đây chính là những gì đang diễn ra ở phương Tây. Loạn thế thì hưng võ. Thời kỳ hỗn mang thì nó sinh ra những nhà lãnh đạo xuất sắc, mạnh mẽ. Đó là những gì diễn ra ở nước Nga và một loạt các nước phương Nam. Còn ông cố vấn của Tổng thống Bush này thì cơ bản ông không hiểu một điều rằng là gì. Phương Tây thừa hiểu nếu như họ nói rằng là chúng tôi không mở rộng về phía Đông chúng tôi cũng không kết nạp Ukraine vào NATO và có gì thì chúng ta ngồi lên đàm phán hòa bình đúng không ạ à, để mà đàm phán thì đã không có cuộc chiến này rồi thế nhưng cái câu chuyện rằng là phương Tây người ta đang làm mọi thứ như vậy để cuộc chiến nó xảy ra à, thế thì ông lại bảo rằng là phương Tây lại không hiểu Vâng, chúng tôi chỉ cần nói với các ông một điều rằng hãy nhìn vào ông chủ tịch Hạ viện đến bàn dân thiên hạ người ta còn nói rằng là không ngờ một người như vậy đã thay đổi 180 độ vào ngày hôm qua đúng không ạ còn thực tế thì tôi nhìn ống thì tôi biết rằng là khả năng thay của ống đổi nó có thể lên tới 360 độ. Từ cách đây 3 tháng rồi. Điều đấy nó nói lên vấn đề gì? Nó nói lên vấn đề là tất cả những cái uh, lý lẽ để cuộc chiến này nó không nên xảy ra, đúng không ạ? Hay nó nên kết thúc như thế nào đấy cho thế giới, nó đều không áp dụng. Câu chuyện ở đây rằng là người ta muốn cuộc chiến này nó xảy ra và nó muốn nó kéo dài. Cho nên là một trong những cái vấn đề mà chúng ta nhìn thấy rất nhà nhiều nhà học giả liên quan đến khoa học chính trị phương Tây lỗi lạc nhưng mà họ không bao giờ họ đề đề cập được đến cái yếu tố như vậy. Ít khi họ đề cập được đến cái yếu tố của những cái bàn tay của thế giới tài phiệt, thế giới ngầm vũ khí cũng như động cơ của những cái thế hệ chính trị tân bảo thủ đúng không ạ ở phương Tây đó là mục tiêu của họ muốn cuộc chiến diễn ra ở biên giới của kẻ thù của họ để họ không để cuộc chiến đó nó diễn ra ở biên giới của chính họ. Đồng thời là cái thế giới ngầm nó kiếm được tiền. Ở tất cả các quốc gia thì hai thế lực đó bao giờ nó cũng có một cái sự chống đối ngược với nhau, đúng không ạ? Không phải quốc gia nào cũng có thế giới ngầm, nhưng thông thường chúng ta thấy rằng người ta phải đu dây giữa chính phủ và doanh nghiệp. Nhưng mà duy nhất ở phương Tây bây giờ chúng ta thấy là chính phủ và cái thế giới tập đoàn trị đấy nó cùng chung một cái mục đích và cái mục đích đấy thì cả hai bên đều kiếm được tiền và kiếm được quyền lực đó chính là cái tai ương của thế giới ngày hôm nay và trong tương lai. Rồi, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị ngày cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ.